Chào mừng các bạn đã đến với bản tin chiều của kênh Bình luận viên Anh Quân News. Nơi nóng nhất của bóng đá châu Âu lúc này chắc chắn không gì khác ngoài Chelsea. Sau 24 giờ liệu mọi thứ tại Stamford Bridge đã ổn hay chưa? Và liệu cái tên nào sẽ là người đầu tiên rời khỏi nơi này? Trước hết hãy đến với mục điểm tin. Chelsea nhận tin vui từ sau đàm phán với chính phủ Anh, nhà tài trợ tuyên bố sát cánh cùng Chelsea. Liverpool nhận tin dữ từ Salah, Real Madrid chốt xong Mbappe vào tuần tới. Đội bóng thành Madrid muốn giải cứu Lukaku. Chelsea đang trải qua giai đoạn khó khăn chưa từng có trong lịch sử câu lạc bộ, với việc tài sản của chủ tịch Abramovich bị đóng băng. The Blue phải đối diện với nguy cơ không còn tiền để duy trì hoạt động. Theo truyền thông Anh, họ chỉ còn 16 triệu bảng trong tài khoản ngân hàng. Số tiền này chỉ đủ để câu lạc bộ hoạt động trong 17 ngày. Tuy nhiên, mọi thứ đang tiến triển tốt hơn sau cuộc đàm phán giữa Chelsea và chính phủ Anh. Theo tờ The Daily Telegraph số ra ngày hôm nay, cuộc gặp mặt giữa hai bên đã hoàn tất cách đây không lâu. Những phương án cuối cùng đã được cả hai thống nhất và nó mang tới nhiều tín hiệu tích cực cho đội chủ sân Stamford Bridge. Theo đó, nước Anh đã chấp thuận để ông Roman Abramovich tiếp tục tìm người mua câu lạc bộ theo ý muốn. Tuy nhiên, số tiền mà tỷ phú người Nga thu được từ việc bán Chelsea sẽ bị giam lỏng. Cụ thể, tập đoàn Ren Club của Mỹ được làm việc tiếp để tìm người mua Chelsea và toàn bộ nguồn thu từ việc bán The Blue sẽ vẫn chảy về tài khoản của nhà tài phiệt người Nga. Tuy nhiên, số tiền này sẽ bị chính phủ Anh đóng băng cho tới khi lệnh cấm hết hiệu lực. Điều này sẽ khiến cho Abramovich không cảm thấy mình đã mất trắng Chelsea và các cộng viên của câu lạc bộ cũng có thể yên tâm đôi chút về tương lai của đội bóng cũng sẽ không quá u ám. Song song với đó, chủ tịch Abramovich đang tìm cách để bán Chelsea thật nhanh nhằm giúp câu lạc bộ thoát khỏi tình cảnh không có nguồn thu nhập. Trước tình cảnh của Chelsea, nhiều lời đồn đoán rằng câu lạc bộ sẽ khó lòng giữ chân được các cầu thủ. Tuy nhiên, The Athletic tiết lộ khá nhiều cầu thủ Chelsea vẫn đang thể hiện sự tin tưởng và trung thành tuyệt đối của mình với câu lạc bộ. Theo đó, Mason Mount, Rick James, Trevor Chalobah và những cầu thủ từ Học viện Cobham đã bày tỏ nguyện vọng sẵn sàng thi đấu không lương cho tới khi nào sự việc được giải quyết, đồng thời để hỗ trợ phần nào khó khăn cho đội bóng. Ngoài ra, những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Cobham cũng đề đạt ý tưởng giảm bớt phần lương được nhận hoặc có thể là không nhận ít nhất là cho tới ngày 31 tháng 5. Không riêng gì các thủ trưởng thành từ Cobham, The Athletic cũng cho hay Kante và Timo Werner cũng sẵn sàng thi đấu mà không nhận đãi ngộ cho tới khi nào mọi thứ đi vào ổn định. Đây cũng là những nguồn động viên cực lớn cho Chelsea trong bối cảnh đội bóng khó khăn như hiện tại. Không chỉ cầu thủ mà một số nhà tài trợ cũng tuyên bố sẵn sàng đồng hành cùng Chelsea. Nhà tài trợ xuất hiện trên áo tập Chivago và hãng thể thao Nike là hai đơn vị mới nhất được xác định sẽ không bỏ rơi Chelsea vào lúc này. Cụ thể, đại diện của Chivago đã cho biết, điều quan trọng là chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội bóng, những người hâm mộ và cả cộng đồng. Chúng tôi tiếp tục chung tay thực hiện những công việc thiết yếu mà quỹ từ thiện của Chelsea đang làm để giúp đỡ những người gặp khó khăn. Chúng tôi mong Chelsea có thể sớm đổi chủ và cố gắng hỗ trợ câu lạc bộ trong quá trình này. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất về mối quan hệ hợp tác với câu lạc bộ vào một thời điểm thích hợp. Trước đó, nhà tài trợ trên áo đấu chính thức Three là cái tên đầu tiên cắt hợp đồng với Chelsea. Hãng viễn thông của Anh quyết định tạm dừng hợp tác và yêu cầu phía The Blue gỡ bỏ tên trên áo đấu cũng như các biển quảng cáo tại Stamford Bridge. Tất nhiên, không phải ai cũng có thể ở lại Chelsea vào lúc này. Truyền thông Tây Ban Nha khẳng định Atlético Madrid đang tính đến khả năng sẽ rút tiền vệ Saúl Niguez trở lại câu lạc bộ vào mùa hè tới sau một mùa giải cho Chelsea mượn. Sau hơn nửa mùa giải, khoác áo Chelsea, Saúl vẫn chưa thể hiện được gì nhiều, thậm chí còn xa suốt phong độ nên việc được Chelsea mua đứt gần như là không thể xảy ra. Bên cạnh đó, Chelsea cũng không đủ điều kiện để mua Saúl vì án cấm từ chính phủ Anh. Trước tình hình này, Atletico đang chủ động lên kế hoạch đón Saúl trở lại, đồng thời nhắm thêm hậu vệ đội trưởng của Chelsea là Cesar Azpilicueta nhằm tăng cường cho hàng thủ. Ngoài kế hoạch đưa Saúl trở lại và nhắm thêm Azpilicueta, đội bóng thành Madrid có thể sẽ kéo thêm một ngôi sao khác trở lại câu lạc bộ vào mùa giải tới, đó là Alvaro Morata nếu Juventus không đưa ra mức giá hợp lý để mua đứt tiền đạo người Tây Ban Nha. Ngoài Azpilicueta, Atletico còn nhắm đến một ngôi sao khác của Chelsea. Tờ Super Deport đã đưa tin Atletico Madrid rất muốn có được sự phục vụ của Romelu Lukaku. Được biết, huấn luyện viên Diego Simeone đánh giá rất cao khả năng của Lukaku. Chính vì lẽ đó, nhà cầm quân người Argentina đang thúc giục bà lãnh đạo liên hệ với Chelsea để đưa chân sút người Bỉ về sân Wanda Metropolitano ngay mùa hè năm nay. Ở phía ngược lại, Chelsea có thể bán Lukaku để thu về một khoản tiền sau khi đã thất bại với thương vụ này. Tuy nhiên, vấn đề mà cả hai phía đang gặp phải đó là The Blue vừa bị cấm chuyển nhượng từ chính phủ Anh do lệnh phong tỏa tài sản lên tỷ phú Roman Abramovich. Hiệu lực sẽ có thời hạn tới hết ngày 31 tháng 5 và chưa rõ có bị kéo dài thêm hay không. Trong khi fan Chelsea có thể tạm an tâm khi một số cầu thủ sẽ gắn bó với câu lạc bộ, thì fan Liverpool đang cực kỳ bất an khi ngôi sao số 1 có thể rời đội bóng. Theo nguồn tin từ nhà báo Fabrizio Romano, cả tiền đạo Mohamed Salah lẫn người đại diện đều không có ý định chấp nhận lời đề nghị mới mà Liverpool đưa ra.
Dù vậy, tiền đạo người Ai Cập không có ý định rời Liverpool, anh yêu môi trường thi đấu ở Premier League, luôn tôn trọng đội bóng, chăm chỉ tập luyện để có những màn trình diễn ấn tượng ở trên sân. Vấn đề nằm ở việc Liverpool cần nâng mức đãi ngộ theo yêu cầu của Salah. Huấn luyện viên Jurgen Klopp cho biết, Mo muốn câu lạc bộ thể hiện được nhiều tham vọng hơn. Chúng tôi đã và đang làm điều đó, đây là quyết định của Mo, còn câu lạc bộ vẫn đang làm mọi thứ trong khả năng. Mọi chuyện vẫn ổn và chưa có điều gì phát sinh. Cậu ấy vẫn chưa ký hợp đồng mới và cũng chưa từ chối điều gì. Chúng ta hãy cứ chờ xem. Hiện tại hợp đồng giữa Liverpool và Salah còn thời hạn đến tháng 6 năm 2023. Nếu không thuyết phục Salah thành công, Liverpool có thể sẽ phải bán anh trong mùa hè để tránh mất trắng vào mùa giải năm sau. Mới đây, tờ Team Talk dẫn nguồn Cause Offside tiết lộ rằng đây có thể là mùa giải cuối cùng Bruno thi đấu cho Man United bởi lẽ câu lạc bộ đang đứng trước nguy cơ không thể giành suất dự Champions League. Nhật báo trên tiết lộ rằng dù chưa rõ giữa hợp đồng của Bruno với Man United có ràng buộc nào liên quan đến việc tham dự giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ hay không, tuy nhiên đây được xem như điều kiện thiết yếu để tiền vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục gắn bó cùng Quỷ Đỏ. Theo tờ Fichaje, biến đổi tiềm năng của Bruno nếu rời Old Trafford có thể là Man City, đương kim vô địch Premier League, được cho là một trong những ông lớn muốn có sự phục vụ của Bruno. Dù không còn tạo ra sự ảnh hưởng lớn như ở những mùa giải trước, nhưng ở thời điểm hiện tại, tiền vệ sinh năm 94 vẫn đang thi đấu ở mức tròn vai khi đã đút túi 9 bàn thắng và 14 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Hà Lan chắc chắn là một trong những cái tên hot nhất mùa hè này và có lẽ là bến đỗ sắp tới của tiền đạo người Na Uy đã lộ diện. Theo Daily Mail, Erling Haaland nhiều khả năng gia nhập Man City vào hè này. Nguồn này cho biết các thỏa thuận cá nhân với Hà Lan đã được thảo thuận và Man City quyết giành chiến thắng trong cuộc đua sở hữu chân sút 21 tuổi. Trước đó, Pep Guardiola được cho thúc giục Man Xanh đẩy nhanh thương vụ này. Dứt điểm có được Hà Lan càng sớm càng tốt. Điều khoản giải phóng hợp đồng của Hà Lan với Dortmund chỉ có giá trị 64 triệu bảng, nhưng Man City sẽ phải chi thêm nhiều khoản tiền khác như phí lót tay cho người đại diện Mino Raiola, tổng chi phí ước tính vào khoảng 100 triệu bảng, chưa kể lương, thưởng trả cho Hà Lan. Theo The Sun, Man City đã đồng ý chi số tiền trên để chiêu mộ tiền đạo người Na Uy. Hà Lan sẽ đưa ra quyết định tương lai trong ít tuần tới. Có thông tin tay săn bàn 21 tuổi cũng đang bị hấp dẫn bởi Barca, nhất là sau khi Xavi đến Đức để thuyết phục Hà Lan gia nhập Camp Nou. Cái tên cũng hot không kém một kỳ chuyển nhượng sắp tới là Mbappe. Theo The Marca, việc ký hợp đồng với tiền đạo Kylian Mbappe sẽ được Real Madrid chốt xong trước thứ sáu tuần tới. Nguồn tin này khẳng định đội bóng thành Madrid và người đại diện của cầu thủ sẽ đồng ý dứt khoát với thỏa thuận. Theo đó, hợp đồng được hoàn tất với mức phí lót tay khoảng từ 60 đến 80 triệu euro. Ngoài ra, Marca tiết lộ mức lương của Mbappe tại Santiago Bernabeu là 25 triệu euro sau thuế mỗi mùa. Tuy nhiên, thỏa thuận chính thức sẽ không được công bố chính thức cho đến cuối mùa giải. Trong khi đó, theo nhiều nguồn tin, Mbappe đã từ chối ký hợp đồng với đội bóng nước Pháp. Anh muốn cập bến Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do. Dẫu vậy, Paris Saint-Germain vẫn quyết tâm giữ chân siêu sao người Pháp đến cùng. Tờ L'Équipe khẳng định Mbappe đã tính đến việc ở lại Paris Saint-Germain sau việc đội bóng sớm bị loại từ vòng 1/8 Champions League bởi chính Real Madrid vừa qua khiến tình hình trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, nguồn tin cũng cho biết đích thân tiểu vương Tamim bin Hamad Al Thani, ông chủ của Paris Saint-Germain ra lệnh cho cấp dưới phải gia hạn hợp đồng với Mbappe bằng mọi giá. Chủ sở hữu của đội bóng thành Paris không cần biết phải tốn bao nhiêu tiền, nhưng Paris Saint-Germain phải thuyết phục được Mbappe ký hợp đồng mới. Nếu không, chủ tịch Al-Khelaifi cũng như giám đốc thể thao Leonardo có thể phải trả giá bằng chiếc ghế của họ. Kết quả của cuộc họp này hứa hẹn sẽ là một bản hợp đồng khủng chưa từng có trong lịch sử. Theo đó, Paris Saint-Germain được cho sẵn sàng trả cho Mbappe 200 triệu euro nếu anh đồng ý ở lại với câu lạc bộ thêm một năm. Đến đây, bản tin hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng bình luận viên Anh Quân. Chúc các bạn buổi tối thứ bảy xem bóng đá trọn vẹn. Xin chào và hẹn gặp lại.